lắm quả quá. Rất nhiều quả nha. Chào các bạn, mời các bạn ngắm một đôi long rất khổng. Gọi là khủng long. Khủng long bạo chúa. Rất to. Và đây kia là một đôi gì thế nhỉ? Đấy là tháp. Tháp. Ôi, ông chủ trông khủng này chơi cái khủng. Anh là tên là gì nhỉ? Mình tên là Quảng. Anh Quảng. Sông Công. Và địa chỉ Sông Công. Địa chỉ là Du Tán Sông Công, phường Thắng Lợi. Và Du Tán Sông Công. Một ông thì to, một ông thì lại nhỏ. Hai ông đứng cạnh nhau. Gì mà nhỏ anh nhỉ? Nhỏ. Ai anh đứng lên gốc em ngắm tí nào, so sánh tí cho nào. Xem độ khủng của cây như nào. Đứng hẳn lên trên. Đấy, đứng hẳn lên trên rồi sướng. Chào anh em cái cho khoái. Tôi không phải chủ cây. Đấy, dưới đúng rồi. Đấy. Chào anh em yêu cây chứ. Nào, làm kiểu ảnh luôn nhá. Nào, 1, 2, giơ tay chào anh em cái nào. Quá tuyệt vời. Cao độ 2 mét rưỡi anh nhỉ? 2 mét 7. Bóng rộng có lẽ phải lên đến gần 4 mét nhỉ? Thân tháp to. Bóng thì chắc là tầm 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Quả nhiều. Quả nhiều này. Quá khủng. Ta phải tiến lại gần góc để nhìn xem nó như thế nào. Không bị giải các bạn này. Anh cũng đang nuôi mầm thả. Nuôi mầm thả là đang là cái mốt hiện nay. Và anh em chơi cây bonsai. Cây này cái đợt trước cái mầm này nó to cũng bắp đùi. Mầm thả. À. Đâu? À đây mầm thả cũng bắp đùi kìa. Đây này mầm thả này to như cái phích này. Vâng. À anh nuôi bao năm thì được cái mầm thả to thế? Đưa ra nuôi cho 5 năm. Vâng. Đúng rồi. Xong bây giờ mới cắt đưa lên. Vâng. Anh sở hữu đôi này được lâu chưa? Đôi này thấy từ anh sở hữu từ 2011. 2011. À. 12 năm rồi. Được 12 năm. Vâng. Cho khoảng chút anh chơi cây được bao năm nhỉ? Từ 2002. 2002. Gọi là đam mê thôi. Đam mê. Ngày đấy là đam mê nó chưa có điều kiện để chơi. Đúng rồi. Bây giờ mình về rồi thì mới có thời gian. À, ngày xưa anh công tác đúng không? Ngày xưa là đi làm trong công ty thì cứ buổi đi buổi gọi là tranh thủ thôi. À. Tranh thủ để chơi. Thế là cứ kiếm được bao nhiêu làm mua hết cây gần đây. Giấu mua cây. Giấu vợ. Giấu vợ đam mê chơi cây. Đấy. Có nghĩa là quý đen đúng không? Quý đen, không không phải quý đen, kể cái lương luôn. Được đồng nào chơi cây cũng hết. Anh vừa tiết lộ là có bao nhiêu tiền lương từ trước giờ là anh chơi được hết cây các bạn. Rất to, rất đẹp. Xem mặt bên này. Này. To lắm, đẹp không các bạn? Rất giá trị. Đôi long khổng. Đôi này có lẽ cũng xuất xứ từ các làng nghề lên đây các bạn. Chỉ rằm bóng, tản vân đẹp, khổ. Quá đẹp. Mời các bạn xem tiếp cây bên này. Cây bên này với cây bên kia, hai cây như nhau anh nhỉ? Bằng nhau luôn. Bằng nhau. Cây kia bỏ lá. Không, anh có thể bỏ lá ra để cho anh ăn chân dưới một cái nào. Cây to hơn một tí. Cây kia nhỉnh hơn một tí. Còn nhiều cái đúng không? Cây kia là cái tán rộng hơn không? Đúng không, rồi. Nhưng mà cái thân với tay khả năng nhỉnh được. Thế này mỗi một lần cắt tỉa là anh phải trèo lên à? Bậc giáo. Bậc giáo à? À thế à? Bậc giáo chứ mình trèo sao được? Từ trèo trên đứng ở trên cắt. Trèo nó bướm. Cái đấy bỏ lá được rồi, giờ nó còn nắng rồi. Quá to. Cái được cái thân thích mỗi cái thân. Con này thân pháp rất đẹp các bạn. Với được cái tay hai tay bay này cũng đẳng cấp đấy nhỉ. Cũng kiểu vần mây gọi gió đấy nhỉ. Mà cái long to nhưng mà được cái bộ rễ. Bộ rễ. Rễ này là nhiều người thích bộ rễ. Bẹ và rễ. Rễ nó không bị ngố. Và rất đẹp. Rễ như xanh quê. To quá, khổng quá. Đường chạy kia.
mặt bên, các bạn nhá, mặt bên. Ngầm thở lây một vài năm nữa thì thôi rồi, toàn thân nó co kéo rồi. U cục thì thôi nổi âm âm, nhỉ? Yeah. Trông như lực sĩ. Cũng cắt nhiều rồi chứ. Lần này mà thôi cái kệ để cho nó che thân luôn đấy. Đúng rồi. Che cho nó đỡ bị cháy, cái đằng này đằng hướng Tây. Rồi. Hướng Tây mình cứ che, vừa cho nó u cục lên và vừa nó đảm bảo nó đẹp thân đúng không? Cắt sau. Vâng. Trước đây là cái mầm thở này nó to như chứ. À. Thế là anh mới cắt được mấy năm rồi đúng không? Đúng rồi, cứ phải nuôi mầm thở to. Thế ngày xưa thân nó bé hơn đây nhưng nhiều đúng không? Nở nhiều mà. Vâng. Ngày xưa có khi lúc anh mua có khi thân nó so chỉ 6 đến giờ 10 nhỉ? Không phải tầm đấy. Vâng. Quá to. Cành thở nó to thế. Đấy cũng là một bí quyết để nuôi lở thân các bạn ạ. Phải nuôi cành thở. Vâng, chương trình đến đây xin phép tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cây long phần 1 trong riêng của cây đẹp.